Trong một chương trình mới đây, cặp chị em song sinh Anna và Lucy Dixon, 33 tuổi, sống ở thành phố Perth, Australia, đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng họ muốn cùng mang thai với bạn trai chung có tên là Ben. Điều đó có nghĩa là hai em bé sẽ chào đời ở cùng một bệnh viện vào cùng một ngày, cùng tháng và cùng năm, nếu như việc mang thai sinh con thuận lợi. Thì vấn đề có vẻ khá rắc rối khi mà hai đứa trẻ sẽ vừa là anh chị em ruột, vừa là anh chị em họ của nhau. Và Ben cũng vừa là bố, vừa là chú, vừa là bác của hai đứa trẻ này. Ngay khi thông tin này được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đưa ra những ý kiến trái chiều, phần nhiều là chỉ trích về mối quan hệ kỳ lạ và nhất định là ý định mang thai với cùng một người đàn ông như thế này.